Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rơi mắt vào màn hình và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Xử lý vụ Việt Á, mọi sai phạm đều bị xem xét không chỉ là cấp vụ. Quý vị thân mến, khi cơn bão Việt Á mở rộng phạm vi, quét vào lĩnh vực khoa học công nghệ, khui lộ tại đây những góc khuất thì hậu quả không chỉ là đồng tiền bị chiếm đoạt mà còn đánh vào niềm tin, đánh vào sự tự hào, kiêu hãnh về sản phẩm khoa học công nghệ của đất nước trước bài toán ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Bấy lâu nay, khi bão Việt Á lan rộng, đã có những dư luận đồn đoán về sự liên đới của các bên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sự gian lận trong kinh doanh của doanh nghiệp, dễ lý giải khi họ lấy sự lời lãi làm trọng và vì sự lời lãi đó mà nảy sinh thủ đoạn, buôn gian bán lận, lừa dối khách hàng, câu kéo các đối tác làm ăn. Nhưng trong lĩnh vực khoa học, tính chất lại rất khác. Sản phẩm khoa học được nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn không chỉ có giá trị đối với một lĩnh vực, một đề tài cụ thể mà cao hơn còn mang ý nghĩa quốc gia. Sự khẳng định của thương hiệu Việt trên trường quốc tế và khu vực về hình ảnh của con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới của thế giới. Bởi lẽ đó, khi đại dịch COVID-19 càn quét, dù đẩy mạnh hệ thống nhập khẩu sản xuất từ nước ngoài như vaccine phòng ngừa, kit test phát hiện virus SARS-CoV-2, thì nhà nước ta vẫn chú trọng thúc đẩy sản phẩm sản xuất từ trong nước. Trước loại virus mới gây hiểm họa toàn cầu, việc có sản phẩm khoa học mang tên Made in Việt Nam không chỉ là sản phẩm có công dụng thuần túy, mà nó còn là niềm tự hào dân tộc, sự kiêu hãnh, vinh dự của người Việt. Chúng ta mong muốn thúc đẩy khoa học công nghệ nước, nhà phát triển, có vị thế trước hết ở khu vực thì đây chính là cơ hội để khoa học tìm được tiếng nói và khẳng định tiếng nói đó. Hồi tháng 2 năm 2020, tức ngay giai đoạn khởi đầu của đại dịch COVID-19, Bộ Khoa học và Công nghệ Giao Học viện Quân y làm đơn vị chủ trì công trình nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm ATPCA và Ritam ATPCA phát hiện chủng virus corona mới năm 2019 với 17 thành viên tham gia. Trong đó, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Anh Sơn, Học viện Quân y là chủ nhiệm đề tài, bên cạnh đó là các thành viên của Học viện cùng 4 thành viên của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được cấp tổng kinh phí 18,98 tỷ đồng, được chi toàn bộ từ ngân sách sự nghiệp khoa học tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, năm 2020 đến năm 2025. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ lãnh đạo học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19, phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư kit xét nghiệm từ công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Các cá nhân chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng đã được nêu ra. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu. Trước khi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tóm tắt tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một số hoạt động chung của cả nước, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2023, Quốc hội đã có một năm với bộn bề công việc nhưng cũng hết sức thành công. Ngay trong những ngày đầu năm 2024, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là thông qua luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Ngay trước kỳ nghỉ Tết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo Quốc hội nêu rõ 2024 là năm rất đặc biệt, phải tăng tốc để về đích thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Khối lượng công việc năm nay dự kiến còn nhiều hơn của các năm trước. Theo đó, bên cạnh các công việc thường xuyên về lập pháp, giám sát, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội còn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia 85 ngày tổng tuyển cử đầu tiên và sẵn sàng cho những nhiệm vụ đột xuất khác để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được nhưng không được phép chủ quan, thỏa mãn, khối lượng công việc rất lớn, tinh thần phải rất khẩn trương, thời gian chính là lực lượng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý triển khai công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu theo các kế hoạch, chương trình công tác đã xác định. Chủ tịch Quốc hội nêu, chúng ta phải tiếp tục phấn đấu để hướng tới một quốc hội ngày càng chuyên nghiệp phát huy dân chủ tăng tính pháp quyền nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn bảo đảm mọi hoạt động của quốc hội đều vì mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia dân tộc mọi quyết sách của quốc hội đều phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý về việc quán triệt tinh thần đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt chúc tết các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước chưa 28 tết năm 2023 đã đoàn kết rồi thì năm 2024 càng phải đoàn kết hơn nữa. Năm 2023 đã thành công rồi thì năm 2024 càng phải thành công nhiều hơn nữa. Thực phẩm bẩn, biết bẩn sao vẫn nhiều người ăn? Thưa quý vị, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số hàng quán, cơ sở kinh doanh đồ ăn, đặc biệt là thức ăn đường phố tồn tại từ nhiều năm nay. Sở dĩ loại hình kinh doanh này còn đắt sống là do có sự ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng. Biết là bẩn nhưng vẫn ăn, trong các ngõ ngách vỉa hè của phố phường Hà Nội, nhiều nhà hàng tạm bán các món ăn như phở, bún cháo hay các món ăn đường phố như bánh mì, nước ép hoa quả, mọc nhan nhản khắp nơi. Đồ nghề của các chủ nhà hàng rất đơn giản, chỉ với một chiếc xe đẩy cơ động được thiết kế bằng inox bóng loáng với 3-4 ngăn để đồ, bát đũa, gia vị, nguyên liệu chế biến đồ ăn. Cùng với đó là một bếp điện để đun nước dùng, 5-6 bộ bàn ghế nhựa kề nét trên vỉa hè là có thể tác nghiệp được. Đáng nói, nhân viên bán hàng vừa thái thịt, vừa cầm tiền trả cho khách, không đeo găng tay chế biến. Khu vực chế biến không hợp vệ sinh, bát đũa đựng thức ăn cho khách được để một cách cầu thả. Những nơi này thường không có đủ nước để rửa chén bát, tuy vậy, nhiều thực khách vẫn vô tư đến ăn uống, thưởng thức món quà khoái khẩu của người Hà Nội. Còn tại các cổng trường học, món ăn đường phố, buffet xiên hay còn gọi là xiên bẩn lại rất hút khách hàng nhí. Chỉ với một chiếc xe đạp ca tàng được thiết kế để đồ ăn vặt là người bán hàng có thể rong ruổi khắp nơi. Trên những chiếc xe di động này được bày trăm xiên với đủ chủng loại gồm xiên gà, chả cá viên, chả giò, tôm, phô mai chiên, xúc xích vân vân. Tất cả đều được chiên giòn trong một chảo dầu đã bị chuyển màu và không biết đã được tái sử dụng bao nhiêu lần. Ngoài ra, trong túi đồ tác nghiệp của người bán hàng rong còn có tương ớt tương cà và những túi ni lông đựng thực phẩm không có bao bì hay nhãn mát. Đáng lo ngại là những thực phẩm này được chế biến ngay bên lề đường, không được che đậy, bảo quản, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về nguyên liệu, có khi người bán cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Với giá bán khá rẻ từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một xiên tùy loại nên món ăn vặt này rất hút khách, nhất là học sinh, sinh viên. Chỉ trong khoảng hơn một giờ, hàng trăm xiên bẩn đã được bán hết. Theo quan sát, tan học, đói bụng, trung bình một em ăn từ 3 đến 5 xiên bẩn. Hầu hết các em chỉ quan tâm là đồ ăn có ngon hay không, không mấy em quan tâm là món mình đang ăn có xuất xứ từ đâu và có an toàn hay không. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, ai cũng có thể thấy một điều thực phẩm được chế biến trước cổng trường vỉa hè hay thậm chí tại nhiều quán ăn nhà hàng khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với những món ăn vặt rẻ tiền và màu sắc bắt mắt này thì không ai có thể kiểm soát được chất lượng và độ an toàn của thực phẩm đặc biệt việc sử dụng dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ và được tái sử dụng nhiều lần là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây hại cho sức khỏe của người dùng biết là không an toàn nhưng vẫn cứ ăn Món ăn vặt, món ăn đường phố được bán phổ biến từ nhiều năm nay, mặc dù biết là không an toàn, không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến thưởng thức. Quan điểm chung của họ là chỗ ngồi ăn thoáng mát, tiện lợi và quan trọng hơn cả là đồ ăn hợp với túi tiền. Có lẽ sự ủng hộ nhiệt tình của thực khách chính là động lực để ẩm thực đường phố không an toàn vệ sinh thực phẩm phát triển mạnh. Khi được hỏi vì sao biết xiên bẩn, không an toàn cho trẻ nhỏ nhưng vẫn chiều con và mua cho con mỗi buổi chiều khi tan học về, chị Nguyễn Hồng Thắm nghĩa Tân cầu giấy cho biết vì tan học xong đói bụng nên thương con và vẫn mua cho con một hai xiên chả mà con thích. Đọc báo biết được sự không an toàn của những món ăn này, tới đây chị sẽ hạn chế cho con ăn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, việc sử dụng thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc có thể gây ra các triệu chứng cấp tính như ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa vân vân nếu sử dụng trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể và dễ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì, ung thư, mỡ máu thừa cân, gút, đái tháo đường, vân vân. Việc sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu và chất tăng cân còn sót lại trong những thực phẩm sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể, sau đó tích tụ gây ung thư. Do đó, người dân cần hạn chế ăn uống về hè nơi công cộng, hạn chế sử dụng thức ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm học mới đang đến gần để đảm bảo sức khỏe cho con em mình, phụ huynh nên giải thích cho con về tác hại hậu quả của đồ ăn vặt không có nguồn gốc xuất xứ đồng thời hướng dẫn con mua hàng tại những cửa hàng có uy tín hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng